Mẹ! Cái gì vậy? Sao mày về vậy này? Không phải như mẹ nghĩ đâu. Xuân. Dạ. Dọn dẹp hết mấy cái thứ trước mắt này. Trước khi tôi đi làm về đó. Cô Lan chiều nay cũng về sớm hả? Ồ, cô sao vậy? Mù mới ra miệng. Nói cho một phát cắn nó lợi. Bộ tôi nói gì sai sao? Nói mẹ về sớm để làm gì? Mẹ về sớm làm sao mà thoải mái tự do được? Mẹ là cứ phải đi. Độc lập muôn năm. Đúng rồi. Mẹ ơi, mẹ đi đâu mẹ cứ đi từ từ. Mẹ đừng có về vội. Đúng rồi, cô đi luôn nha cô. Bắt quả tang hai người nha. Nó lén mẹ tôi nha. Ôi công chúa. Rồi chị lỡ cho. Chúng màu xanh cũng không lại đến. Mà chị nói xấu mẹ lúc nào đâu. Chị còn bảo mẹ đi làm về muộn nhiều thì sẽ rất là tổn hại đến sức khỏe của mẹ. Xuân. Dạ. Cô vừa mới nói thế đúng không? Công nhận. Cô gái vàng trong làng bánh tráng trộn á là cô á. Ừ thì thích ăn bánh tráng trộn á thì làm sao? Ý anh nói là nếu như tôi nghỉ sớm thì anh sẽ là người giúp con trai tôi à? Tôi thừa nhận tôi có cá nhân, nhưng về cơ bản là tôi muốn giúp cháu Khánh. Và sẽ không vô cớ khi tôi khẳng định rằng quyết định của chị lúc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của sự nghiệp cháu Khánh. Thank you.